Lê Thanh Thiện rất vui khi gặp lại quý vị khán giả thân thương trên kênh YouTube của Lê Thanh Thiện. Thưa quý vị, hôm nay Lê Thanh Thiện tiếp tục trở lại câu chuyện của người phụ nữ đang có mặt trước màn hình của quý vị. Lê Thanh Thiện xin nhắc lại, hiện giờ Lê Thanh Thiện đang trao đổi trực tiếp với lại chị Tiếp, Lục Thị Tiếp, người dân tộc Thái đang mắc kẹt ở Ả Rập Xê Út suốt nhiều năm qua. Và công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và sự kiện Lê Nhiên, kênh YouTube Lê Thân Thiện, kính chào quý khán giả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm. Nếu không nhận được trả lời, xin quý vị hãy để lại nội dung tin nhắn hoặc qua Zalo, Lê Thân Thiện sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất. Quý vị hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hấp dẫn vào 6 giờ tối mỗi ngày. Cảm ơn quý vị. Chào anh, với lại chào các tác giả trong nước và ngoài nước. Xong ngày hôm nay ngày mới, chúc mọi người mình khỏe, bình an. Dạ, nay thì cũng có chuyện nó vui buồn lẫn lộn, thì nhưng mà chắc là cũng vui. Chả có gì buồn cả trong đời mà, ai biết chưa được cái gì. Thì mấy hôm nay thì cũng thấy đại sứ quán gọi cho bà chủ của em thật. Tối nay thấy bà đi làm về và bà là trời ơi, cái bà đại sứ quán thì gọi cho bà ấy 5-6 cuộc luôn nhưng mà bà không nghe máy.
lúc bà còn gọi điện về hỏi em bảo là cho số cho ai, buôn với ai, bảo là nó buôn với ai cả. Thì thấy bà ấy nói thế nhưng mà bà ấy cho em số điện thoại thì em biết là số đại sứ quán nhưng mà em không nói với bà ấy vì là lắm nữa em cũng có sợ vì là sáng nay thì thấy bà ấy dậy và bà ấy xông vào phòng em lấy cái điện thoại của em bắt cho em ở mật khẩu cho bà ấy xem, kiểm tra xem điện thoại của em. Xong lúc đó em cũng chưa nói gì đâu, một lát sau em mới nói, một lát sau cho bà ấy ngồi thì uống cà phê xong cái em mới hỏi bà là tại sao lại kiểm tra điện thoại của tôi, vấn đề gì không, bà là chả có vấn đề gì cả, chẳng có vấn đề tại sao bà lại điện thoại là đồ cá nhân người ta tại sao lại kiểm tra như vậy. Thì bà ấy bảo là thế có vấn đề chứ mà chả có, nếu người khác ấy người ta chửi chỗ đấy nhưng mà tôi còn hiền. Vậy thì bà ấy cũng không nói gì nữa. Thì ông phó giám đốc hiện tại thì gửi cho em ở gửi cho bao ông ấy 2-3 tháng nữa thì ông ấy làm thủ tục cho mà về, làm hộ chiếu cho mà về. Có việc làm sao không phải lấy ông phó giám đốc ấy thì tối nay cũng thấy gọi cho em mà gọi Việt Nam mình thì phải 2 giờ sáng rồi, còn bên này thì 10 giờ. Thì thấy gọi cho em bảo là gửi cho ông ấy sớm sớm thì ông ấy làm cái hộ chiếu, bảo là văn phòng bên này ấy làm mất hộ chiếu rồi. Thế em cứ hỏi tại sao vân vân, em bảo là thêm còn cái số tiền cũ ấy em gửi về ấy, thì rút ra để mà lo công chuyện cho em làm hộ chiếu, làm giấy tờ cho em về. Thì ông ấy bảo là không đủ. Thì em cũng thấy hoang mang, cũng thấy vân vân vì là bữa trước cũng cãi nhau với nhau với nó rồi, bảo là thế gửi 19 tháng cơ mà. Thì ông ấy gửi cái với em bảo là không phải, chắc là chị nhớ nhầm thôi, không phải là 19 tháng, em nhớ là gần tầm 12 là 13 tháng thì đấy thôi. Thì em thấy nó thế nào ấy thì tiện đây thì anh cũng chia sẻ với em luôn, thì vì là nó lúc em cũng không biết nghĩ thế nào vì là nó như thế có nên gửi tiếp hay không số tiền còn lại. Là ông đó nói là em gửi tiền cho ổng hả? Dạ vâng. Gửi bao nhiêu nữa? Bảo là gửi 3 tháng nữa. Là ổng sẽ lo 3 tháng là khoảng bao nhiêu tiền? 27 triệu hả? Dạ. Rồi để ổng mua máy bay hả? Vâng, bảo là văn phòng bên này làm mất hộ chiếu của em thì phải làm lại hộ chiếu. Trước tiên là phải làm lại hộ chiếu với là mua vé cho luôn. Và vậy. Nếu mà văn phòng làm mất hộ chiếu thì văn phòng phải chịu trách nhiệm và trả cái tiền đó chứ. Tại sao em phải trả? Nói thật với bạn là em nói ra đây em là người nó không được hiểu biết cho lắm. Với lại em cũng đi lần đầu tiên nên em không biết cái gì hết. Nên cái gì em cũng phải hỏi người ta. Nó như vậy. Rồi thì dự kiến là khoảng bao lâu thì em sẽ về Việt Nam nếu như mà mọi chuyện nó diễn ra theo đúng kế hoạch? Dạ, bà chủ của em thì khăng khăng với em, nó cũng bàn với em mấy lần rồi, nó bảo là ăn Tết xong thì nó cho về, nó mua vé cho về, nó đưa ra văn phòng, nó mua vé cho về. Bà chủ thì bảo là văn phòng vẫn ở văn phòng, nó như vậy với lại cái điện thoại của nó ấy, vẫn lưu cái hộ chiếu của em. Nhưng mà kiểu là cách đây mấy tháng rồi văn phòng gửi cho nó. Còn hiện giờ thì em cũng không biết văn phòng còn hay không vì là bà chủ của em nó không đưa tiền cho văn phòng vì là lấy người Việt Nam mình ấy tốn nhiều tiền lắm. Nhưng mà nó không đưa tiền cho văn phòng nên văn phòng giúp của chiếu em để lấy tiền của nó, sợ nó không đưa em ra văn phòng nên người ta không lấy được tiền. Nó như vậy. Nói tóm lại là cái vụ việc của em hiện giờ em khẳng định là lãnh sự quán ở Ả Rập Xê Út đã biết rồi và đã can thiệp rồi đúng không? Dạ đúng rồi, em cũng rất cảm ơn anh với lại mọi người, với lại chị Lan
đã can thiệp vào kịp thời thì bây giờ ấy thì em cũng rất là an tâm, vì là có đại sứ quán trên này gọi thay không thấy em liên lạc hay làm cái gì thì đại sứ quán này gọi cho vái, nên vái cứ về cứ nói với em, với lại bây giờ vái cũng không dám to tiếng giống trước nữa, nên em rất là cảm ơn mọi người. Vâng, như vậy thì cũng rất là tốt rồi. Và em nhắc lại một chuyện nữa đi, em đã liên hệ với lại bên công ty của em, cụ thể là phó giám đốc, thì ông ta nói như thế nào? Dạ, thì ông ấy bảo là giờ ấy hộ chiếu thì không có, thì về Việt Nam ấy phải cần hộ chiếu mới về được, còn giấy tờ thì nó đơn giản thôi, nhưng phải cần là hộ chiếu mới về được, thì em không biết làm sao, vì là em bảo là tháng em với lại mới đưa cho mẹ em là 56 triệu thôi, còn lại bao nhiêu thì cứ rút ra để lo làm hộ chiếu cho em về, với lại làm giấy các thứ cho em về. Nhưng mà ông ấy cứ bảo là chắc không đủ, chị phải gửi thêm cho em 3 tháng nữa. Rồi thì về thì cái kế hoạch mà em về ngay thời điểm 30 tháng 4 tới là có được đúng hay không em? Dạ, chắc là đúng. Vì là bà chủ của em bảo là ăn Tết xong một cái là bà ấy đưa ra văn phòng để lấy lại hộ chiếu để mua vé cho em vào. Thì nếu mà lấy lại hộ chiếu mà sao mất được? Cho các anh bên Việt Nam phó giám đốc lại nói là mất hộ chiếu là như thế nào? Bây giờ thì lúc bây giờ là cái hộ chiếu của em theo em biết thì nó nằm ở đâu? Thì nằm ở văn phòng, nhưng kiểu là em về đây thì vừa được 4 năm rồi không lấy về, thì với lại văn phòng làm xong người ta cũng đâu có phải là đồ đạc quý báu gì người ta cất kỹ đâu, thì em cũng phân vân, em cũng hoang mang. Nhưng mà bảo bà chủ thì bà chủ có bảo là ấy đó, xin mà xem điện thoại của tao đây này, nó còn đang nằm trong điện thoại đây, nhưng mà kiểu là em đến đây được mấy tháng ấy, thì em bảo là thế bà có mang hộ chiếu về không, thì bà ấy gọi cho văn phòng gửi qua điện thoại cho bà ấy thôi, không Vậy phải là là hộ chiếu em còn rồi, đâu có mất đâu. Văn phòng nằm ở bên Ả Rập Xê Út luôn đúng không? dạ đúng rồi. Vậy thì đâu có mất đâu, mà cái anh ở bên phó giám đốc bên Việt Nam lại nói là mất rồi, phải thêm tiền để mà làm lại ha. Cái phần đó thì em yên tâm rồi. Vấn đề thứ hai là vé máy bay, đến thời điểm này thì nó như thế nào, ai sẽ là người trả cái chi phí đó? Em muốn hỏi bà chủ, thì bà chủ bảo là bà ấy sẽ mua cho, bà ấy sẽ bỏ tiền ra, nhưng mà em cứ thắc mắc bảo là thế em bà ấy bỏ tiền tại sao cái tiền nợ của em bà không trả, em hỏi thì bà ấy cứ khớt em bảo là vài ngày nữa, hiện giờ tôi không có tiền, bảo là trời ơi vài ngày thì hơn 2 tháng rồi, em cũng cho nó nợ đấy đến hơn 2 tháng rồi, mà em hỏi thì nó cứ nói vậy, thì em mới nói là ồ, cho nó để nó mua vé với cho mình luôn cũng chẳng có sao cả. Có nghĩa là cô ta thiếu tiền em đúng không? Thì giờ em tính nó thành cái tiền mua vé máy bay đúng không? Thì em cứ nói thẳng với cô đó. Anh hỏi thiệt tiếp nha. Thì suốt nhiều năm ở chung với lại người chủ ở Ả Rập Xê Út cùng với những người con của cô ta, thì ít nhiều gì em cũng có một cái tình cảm gọi là cũng là quý mến cái gia đình này không? Nó có đã tạo lại cho em một cái ấn tượng nào ngoài cái việc mà em bị giữ lại để mà thật ra thì theo như anh biết thì như chị Lan chia sẻ thì bà chủ này bà muốn giữ em lại không phải là bà có một cái sự toan tính ác độc gì, nhưng bởi vì thí dụ cũng có thể là em làm công việc quá tốt mà để em thuê được cái một người mà như em á, thì điều kiện gia đình của bà ta không có thể nào mà có được một cái người như ý bà ta như em, vậy nên bà ta cố tình giữ lại do bà ta rất muốn em ở lại làm. Vậy thì trong cái quá trình suốt nhiều năm làm tại cái căn nhà này, nó có một cái kỷ niệm nào hoặc là một cái cảm xúc nào cho em về cái sự đối xử của bà chủ với những người con hay không? Dạ, cái này thì em muốn chia sẻ thật luôn, vì là kiểu là cái tính của em ấy nó cũng hiền thật, ở Việt Nam ai cũng nói vậy, vì là em rất là thật thà, bảo gì em làm đấy, sai gì em làm đấy, nhưng mà lắm lúc em buồn thì em cứ ngồi em khóc thôi, em cái tính em hay khóc thật, vì là từ trước đến giờ nó như vậy. Thì bà này thì nó khó tính, với lại nó kỳ cục, nó thế nào ấy, nó lấy người nó không thể lấy được, với lại nó không thích người đen,
cái bọn da đen ấy thì nó vừa rẻ, lương nó có 1.000 thôi, nhưng mà cái là nó là trên nó đen, nó vẫn về trước ấy mẹ nó còn sống ấy, cái con ấy về đây học thì nó phải chê con ấy không cho rửa bát, không cho nấu ăn. Thì em vào thì một mình em nấu một đống người thì em cũng mệt chứ em cũng sai nó. Thì nó thấy nó bảo là thôi mày đổ đi, mày nấu thì tao ăn, còn không thì con kia nấu thì mày đổ đi để mày nấu cái khác cho tao ăn. Em cũng buồn cười, nói thật với anh với mọi người mình buồn cười là ở nó cũng đâu có sạch sẽ gì đâu, mùa đông thì 2-3 lần tắm 1 lần, một tháng thì tắm 2-3 lần còn nhiều lắm rồi, mùa hè thì tầm 10 lần. Em cũng rất buồn cười lắm, nhưng lên nước thì cũng thấy vui vui. Em nước thì lúc nào nó chửi thì cũng thấy buồn, nhưng mà em cứ không trách ai, em cũng không nói ai được, ý là ở tại số phận của mình nó như vậy, vì là ở nhà nó cũng thế, la mẹ còn chửi, la mẹ còn đuổi đánh. Lần lúc người ta đang thương thì đánh ít, còn không thương đánh nhiều vậy thôi. Tuy nhiên là nó như vậy từ xưa đến giờ thì nó cũng thành thói quen, nên em chả để trong đầu cái gì cả. Cái gì buồn thì để ngoài tai, cái gì vui thì để trong đầu. Thì có khi nào, tại vì cái sự mong muốn trở về Việt Nam mãnh liệt của em là vì những đứa con đúng không, trong đó có người con trai tên Xuân của em đang gặp cái giai đoạn khốn khó nhất, cần mẹ bên cạnh. Thì có khi nào em nghĩ đến cái việc mà khi em trở về Việt Nam rồi ổn định cái cuộc sống, hoặc là em có một cái nơi gửi con, thì em sẽ tiếp tục qua Ả Rập Xê Út để mà làm cho bà ta hay không? Dạ, sang bên Ả Rập Xê Út thì chắc là em không bao giờ mà em sang nữa, vì là cái số phận của em nó không được may mắn như người khác, nó không gặp cái này cái kia, nó trục trặc nhiều cái lắm. Với lại con em ấy thì bây giờ ấy, hiện tại bây giờ em cũng không thể gọi cho mẹ em hay là biết tình hình con em ra sao nữa, em còn nên em mới bảo là buồn buồn vui lẫn lộn, vì là buồn như thế, vì là em không biết tình hình con em ra sao nữa, với là em cũng lo lắm. Em cũng về một cái là em cứ tính là tưởng là dành dụm được ít tiền đưa con đi khám đi chữa thế nào, vì là ở quê mẹ thì xuống huyện ấy nó một là tiền đi xe máy thì không có, thì phải thuê thuê xe, với lại đi thì nó không có bảo hiểm, không biết bây giờ có chưa, nhưng mà trước có thể nó chưa có bảo hiểm thì nó tốn tiền lắm. Với lại em cũng không chắc là đi đi khám thì nó thế nào, vì là trước mẹ em cũng đưa xuống rồi thì người ta bảo là bị bệnh co giật, nhưng mà em cũng không biết tình hình làm sao được bây giờ. Hôm nay em có liên lạc được với con em không hả? Dạ không, kiểu là mẹ em giận em thật rồi, mẹ không nghe máy. Lắm lúc thì nó cũng không có tiền, em cũng nhá để cho mẹ gọi lại, nhưng mà mẹ không thèm gọi. Cái câu chuyện mà em chia sẻ và về đứa con em tên Xuân bị người chị ruột của em là dì của Xuân đó để vào bao, và có những cái hành động như là đánh đó, thì cái câu chuyện đó là ai nói với em hay là như thế nào, cái sự tin cậy, cái sự thật của việc đó theo em thì nó như thế nào? Đó là em tin 100%, vì là đó là cũng chị gái của em có 2 người chị gái, có người 2 người anh trai, có 2 người em, anh như bạn 3 người anh trai, 2 người chị gái, nhưng mà có một chị gái là thương em nhất. Nhưng nói đây cũng mấy mấy tháng rồi, gần năm rồi, thì nhưng mà kiểu là ở lắm lúc em cũng thấy buồn thật, nhưng mà bây giờ thôi chuyện cũng đã lỡ rồi thì cũng bỏ qua luôn đi, em cũng còn chả muốn nhắc cái chuyện đó làm cái gì nữa, vì Thật là ra dù thì gì chị em gái của em có điện thoại cho anh, và anh cũng có đã hẹn với chị để có một cuộc trao đổi. Chị khẳng định rằng toàn bộ những cái sự việc mà em chia sẻ về cái việc em ở Ả Rập Xê Út là đúng 100%. Tuy nhiên chị muốn chia sẻ thêm về cái câu chuyện mà em cho rằng chị có hành vi bạo hành con em, thì chị cũng muốn nói rõ cái sự thật đó. Trong đó có câu chị nói rằng làm gì anh nghĩ coi, dì sao cũng là dì ruột, sao mà lại ác như vậy,
cho nên anh cũng sẽ có một cái cuộc trao đổi với chị của em trong những ngày tới để anh nghe từ nhiều hướng, nghe chị nói như thế nào. Rồi thì hôm nay thật ra là em nói đi. Mình chăm kiểu là em cũng hồi xưa đến lớn em đi lấy chồng, em cũng bị chị ấy đám đông cứ vỗ mắm bổ muối thêm, thì mẹ cũng hay đánh, hay chửi, hay đánh em lắm. Tuy rằng là em lớn rồi nhưng mà mẹ vẫn đánh em, có hai đứa con rồi mẹ vẫn đánh, kiểu là đám lúc ở mình chạy đi cũng được, nhưng mà lắm lúc em chạy thì mẹ lại đổ tội cho em, bảo là em chống lại, em đứng lại mẹ, nhưng mà không có đó. Nhưng mà kiểu như thế vì là chị ấy thì giữ từ trước đến giờ rồi, không phải là bây giờ thôi. Nhưng mà không cách mất thì em cũng nói là bỏ qua đi cái chuyện đó, thì hồi nó cũng đã xảy ra rồi thì thôi bỏ qua đi. Nam hiện giờ là 8 giờ rưỡi sáng rồi, còn bên em thì mấy giờ? 4 giờ. 4 giờ sáng hả? Dạ đúng rồi. Em hôm nay câu chuyện em chia sẻ này là em khẳng định là trong những ngày tới thì chắc chắn là em sẽ được giải thoát để về Việt Nam, đúng không? Và tổng lãnh sự ở Ả Rập Xê Út cũng đã vào cuộc rồi, đúng không em? Rồi, ngoài ra em còn muốn chia sẻ gì thêm hay không? Chắc là em kể sẻ thêm với con một chút. Em xin phép anh, xin phép mọi người. Vì là bây giờ muốn nói chung là mấy con, các con xem được cái clip này, các con cứ cố lên mà sống tốt, hai thằng chỉ cố gắng đi học với người ta. Còn thằng Xuân thì ở bây giờ bệnh tật thì nó cũng ôm đau thế nào thì nặng hay nhẹ, hiện giờ gần một tháng rồi, gần một tháng rồi thì mẹ cũng không thể liên lạc cho mẹ, cho bà ngoại, hay là nhắn tin bà ngoại cũng chắc cũng không cho được. Thì thôi, các con cứ cố lên, chắc là cố gắng chờ 1-2 tháng nữa mẹ con sẽ về được. Về được mẹ một sẽ tìm cách về thăm các con, với lại tình hình ốm đau nó như thế nào thì được đem đi chưa đi khám thế nào. Thì mẹ cũng hứa với con, mẹ sẽ đưa con đi khám đi chưa thế nào. Không có tiền mẹ cũng sẽ bán cái gì trong người của mẹ, bán được mẹ sẽ bán. Vì là em tin chắc là trong người thì mẹ nó không có bệnh gì, bán cái gì cũng rất dễ. Vì là em đi khám một phát, em trước em cũng đi công nhân, cũng đi khám một lần, cũng tuần qua chả có bệnh gì cả. Với lại sang Ả Rập thì tôi cũng vậy, người sang cũng khám tổng quát, thì là em là số một luôn, không có bệnh gì hết. Đó là em tin chắc 100% là bán cái gì cũng sẽ ok, chả có gì mà lo ngại gì hết. Kiểu là ở lắm lúc ấy thì giống người ta nói, ở nếu mình bán thận thì mình ốm đau ai chăm sóc, đến lúc đó mình tính sau. Nếu cứu được mạng con thì mạng mẹ thì bỏ đó. Lắm lúc mình thấy nó khổ quá thì thôi, mình kia nếu đời mình thế là xong, chả có việc gì mà làm khổ người khác được cả. Anh nghĩ như vậy. Vâng, thì tất cả quý vị khán giả đang và đã từng có cái sự đồng cảm với em, luôn mong rằng em sẽ sớm được trở về Việt Nam để ổn định cuộc sống mới. Điều quan trọng nhất là em có cơ hội được ở cạnh những đứa con của mình, trong đó có một đứa con có tình hình sức khỏe không được tốt. Dạ, trước tiên thì em cũng rất xin lỗi anh, mà lại xin lỗi mọi người. Kiểu là em nói năng thì nó cũng không giống người khác được, không giống người kinh được. Kiểu là năm lúc em cũng kiềm chế lắm rồi, nhưng mà kiểu là cái đầu óc của em thì bây giờ hiện giờ thì nó cũng không được tỉnh táo cho lắm. Vì là một là con thì ốm đau, với lại mẹ thì người cắt đứt liên lạc như thế thì lắm lúc em buồn lắm. Với lại chủ ấy nó cũng nói nhiều quá, thì năm lúc thì cái đầu óc của nghĩ nói năng thì nó cũng chả được giống như trước nữa. Bây giờ thì nó như vậy vì là
Em bây giờ ấy thì cũng rất là cảm ơn anh với lại mọi người, chân thành cảm ơn. Kiểu là bây giờ ấy, may may ra còn em còn biết kênh của anh với lại biết số điện thoại của anh liên lạc cho anh, thì bây giờ em cuộc sống của em thì may ra gặp anh thì em mới có mạng sống, còn không thì bây giờ em không biết là trở thành cát bụi hay cái gì nữa, vì là nó quá bi đát bên này, nó như thế em không nói nghe là người ta cũng biết. Kiểu là cũng em cũng đọc cái bình luận thì cũng thấy nhiều người cũng đồng cảm với em, bảo là bên này người ta hát thật, thì đó là em nói sự thật, có gì em chia sẻ đấy, có gì em nói đấy, em không không bớt hay là em cũng không thêm câu nào cả. Thì may ra gặp anh thì nhờ video của anh chia sẻ lên mạng thì mấy cái chị bên này thì can thiệp kịp thời, thì bây giờ ấy, cái mạng sống của em thì nó giữ được, thì em rất chi là cảm ơn anh với lại mọi người thành cảm ơn rất nhiều. À, vâng, sẵn đây em chia sẻ một tí xíu thôi về cái việc mà cơ duyên nào em lại vào cái kênh YouTube của Linh Thanh Thiện để em xem, mặc dù em ở rất là xa cái đất nước mà cũng không có thường xuyên mà xuất hiện những người khán giả mà ở trên kênh của anh như em. Cái này cũng do duyên trời, kiểu là em cũng nói thật là anh thì em cũng xem nhiều nhiều kênh lắm, nhưng mà tự nhiên em lại có ấn tượng với cái kênh của anh. Em cứ thấy anh đi giúp người này người kia, em nghĩ trong lòng em bảo là chắc là ông này người tốt lắm đây, thấy đi giúp người này người kia thành công thế này thế kia, em bảo là trời ơi mình thử gọi mật phát xem thế nào, nó có duyên, nó không có duyên thì chắc là anh ấy sẽ cứu được mình, còn không không có duyên mình số phận mình đến tận cùng rồi thì thôi cũng bó tay. Thì tự nhiên hôm nay em gọi cho anh một phát thì thấy anh nghe máy, thì anh tâm sự với em ủ chủ với em mừng quá, còn hơn là trúng số động đất nữa, thì em bảo là cuộc đời em được cứu sống rồi. À vâng, anh xin cảm ơn em. Thôi thì mình cũng tạm dừng video đây đi ha. Chắc chắn là những ngày tới thì cũng sẽ có nhiều câu chuyện cần chia sẻ với khán giả, cũng như là tiếp tục cái việc mà hỗ trợ em hết mình cho cái chuyến trở về Việt Nam sum họp cùng những người con của em nó được trọn vẹn ha. Bây giờ em tiếp tục nghỉ ngơi đi để sáng mai còn làm những công việc thường ngày của mình. Chào em nha. Lan Thiện xin trân trọng cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi video này. Xin quý vị hãy luôn đồng hành ủng hộ kênh YouTube của Lan Thiện vào lúc 18 giờ hàng ngày. Xin chào và xin